chào các bác và anh em. Thanh Nguyên đang test và giới thiệu về một bài hát cực hay nhá. Thì cái bộ này các bác vừa nghe nhạc vừa hát cho ghê thì cao. Đặc biệt trong cái này Thanh Nguyên đắp một loa PV SV5T tiếng bass 40 tép kèn. Thì PV tiếng bass nó quánh không khác gì giúp anh nhá. Tép đánh hay hơn đi bây giờ luôn. Mà giá cả hợp lý 19 triệu con này. Đời này sản xuất tại Mỹ do Mỹ nhá, đẹp lúng liếng, zin nguyên bản, tiếng cực kỳ hay. Anh có thể nghe. Đấy, kích thước vừa phải. Và Thanh Nguyên ghép với một hệ thống máy đẩy cao cấp mới tinh nhá. Nổi tiếng Motivity bản mới nhất S50. Một chiếc vang số không thể hay hơn được. Đó là BSK900 Pro. Một lưng tiếng là một quản lý nguồn và một mic Motivity. Thì cả cái bộ này có tổng giá là 37 triệu 500, khuyến mại một quả linh hồn nhá, còn 35 triệu 500. Bác mà muốn lấy còn thêm cái lực tiếng đó thì thêm 2 triệu là 37 triệu 500 nhá. Bác hãy cắm iPhone nghe tiếng tép nó bật, tiếng tép nó thả nhá, và tiếng tép nó quánh rất là lẩy đúng không, gọn sắc bát dâu lời dâu nét căng bao vòng từ 20 vuông đến 40 vuông rồi nhá, đẩy về lời bát và tép. Một ca khúc lại nhớ người yêu. Sau đây Thanh Nguyên sẽ gửi tới quý vị các bạn với bộ hát đã được sự cân chỉnh ráp một cách chuyên nghiệp, chuyên sâu, được khai thác triệt để từ chất âm đó là PV này. Với bộ hát này các bác nghe và hát thì tình cao với nhau, trong trẻo, thoáng đoán, nhạc, quyệt bích, bích của nhạc. Vì sao anh nhớ em thế thương nhớ đong đầy trong lòng mang. Buổi chiều vẫn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có ai. Tình anh như núi cao biển rào, có bốn phương trời xây thành núi. Biển trời nằm mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng
em nhất nhiên chiếm tự hồn em ơi. Ngồi đây tương bóng thương thề, ngồi đây tơ tượng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh em ơi. Ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm, hay là chắc sáng rọi đường để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn yêu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn đó tương nhớ người yêu. Quá phê, các bác cho anh kêu một chàng vào tay nhá. Với cặp lạc vì vậy cô nên là SV5T luôn cho các bác một giọng ca trong trẻo và khoáng đãng, và có thể trở thành ca sĩ xóm thôn và ca sĩ xã nhé. Lê Gót luyện cơ nhiều trở ca sĩ phương gian rất là hay, tiếng rộng lời ngọt. Tình anh như núi cao biển rào, có bốn phương trời xây thành quý, biển trời là mà không sắc, thì xin em nhớ cho rằng em nghiễm nhiên chiếm ngự hồn em ơi. Ngồi đây cứ bóng thương về, ngồi đây cứ tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh em ơi. Ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm, hay là trăng sáng rọi đường để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn yêu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn đó tương nhớ người yêu. Phê lắm các bạn, phải nói hay tuyệt vời luôn. Giới thiệu bác bộ hát này nhá. Thì cái bộ hát báo cáo bác tổng chi phí là 37.500.000, nếu mà thêm đồng tiếng là 39.500.000 nhá, khuyến mại còn là 7 nhá. Thì bộ hát này là bên Thanh Nguyễn đang sử dụng một loa PV nhá. Ở PV đây, SV5T rất là hay. Con này thì tiếng rộng và nhá, tép đánh keng keng luôn, bass sâu, hình thức đẹp. Anh em xem này. Sản xuất tại Mỹ, do Mỹ nhá. Rất là đẹp luôn, lời cao. Đấy. Rộng 50, sâu 35, cao 6, chơi được từ phòng 20 mét vuông cho tới là 40 vuông nhá. Và ghép vào hệ thống máy mới két kẹt nhá, không bãi, không nói bãi. Đẩy máy tinh, sản xuất tháng 12/2023, F650. Một chiếc băng số huyền thoại rồi, không thể hay hơn nữa nhá. DSLU, K9M1. Một lưng tiếng, xin lỗi bác, một quản lý nguồn và một bộ mic. Nếu bác bờ nghe nhạc trên sâu thì lắp lưng tiếng vào nhá. Tổng bộ này có giá là 37.500.000. Đang được khuyến mại tên sản về một quản lý nguồn còn 35.500.000, bán kính 100 cây số, bên em lắp đặt tại nhà với nhá. Ok bác, test rồi bác, chơi thôi. Nói chung là bộ này các bác dùng rất là dễ, hay, bền đẹp quá nhá. Anh Nguyễn chào các bác và cảm ơn bác theo dõi video. Cái tắt rất dễ mày, lúc này xong rồi, bật lên là chơi luôn.